Còn nhớ trong buổi sparring đầu tiên được VSV Boxing tổ chức, tay đấm 32 tuổi Nguyễn Văn Hải đã đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp với VSV để đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Trở lại với lần sparring thứ hai tại mái nhà tập luyện chính thức VSV, Nguyễn Văn Hải được trải nghiệm những liều thuốc thử dạng mạnh với hai cái tên đến từ Uzbekistan là Ismoilov và Shermatov. Mình rất là vui sướng khi mà được cọ sát với hai võ sĩ từ đến từ nước ngoài. Hai võ sĩ khá là chất lượng về chuyên môn và thể lực chuyên môn, thể lực chung họ cũng rất là very good. Trận thứ hai gặp mà Ismoilov thì mình đã cảm thấy là rất là tự tin. Mình đã làm việc tất cả những gì mình có thể. Mình đã thực tập ở nhà và lên đài mình đã thể hiện được hết những cái gì mình mong muốn. Ở hai hiệp tái sparring cùng Ismoilov, hai võ sĩ đã thoải mái ra đòn và trả đòn hơn. Nhưng điểm nhấn có lẽ là cuộc đấu trí giữa hai tay đấm khi liên tục bắt bài nhau và tạo ra màn so kè đỉnh cao. Tuy nhiên, ở 4 hiệp đấu còn lại phải đối diện với Rasenbek Shamatov trẻ trung và sung sức hơn rất nhiều, Nguyễn Văn Hải có phần bị lấn lướt trước lối đánh như nhai tươi nuốt sống của đối phương. Mặc dù vậy, Nguyễn Văn Hải không có một lần gục ngã mà vẫn đứng vững cho đến cuối hiệp. Trước một cái võ sĩ mới thì mình vẫn giữ nguyên cái tư thế và cái lối đánh là theo cái phương pháp của mình. Thì mình đang cố gắng làm sao mình hoàn thiện được cái những đấu pháp của mình. Chứ không phải là mình hơn thua trong những buổi đấu tập này. Mình đang thể hiện được những gì mà mình đang tập ở nhà, mình thể hiện được trên này. Và mình rất là mong muốn như điều này. Tính chất của một buổi sparring hay còn gọi là đấu tập vẫn xoay quanh ở chữ tập. Cho nên việc thắng thua không quan trọng. Miễn sao mỗi cá nhân võ sĩ khi đến với những buổi sparring đều đạt được những mục tiêu về kỹ năng, chiến thuật lẫn trải nghiệm thì đó đã là một thành công.